Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, các trường hợp coronavirus ở Hoa Kỳ hiện nay đang gia tăng. Theo một phân tích của thông tin xã Reuters cho biết là 20 tiểu bang ở Hoa Kỳ đã báo cáo sự gia tăng các trường hợp nhiễm mới của COVID-19 trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 5, tăng từ 13 tiểu bang trong tuần trước đó, khi số người chết vì coronavirus mới đạt gần 100.000 tiểu bang South Carolina có bước tăng hàng tuần lớn nhất ở mức 42%. Các trường hợp mới của tiểu bang Alabama đã tăng 28% so với tuần trước đó. Missouri tăng 27% và North Carolina đã tăng 26%. Theo phân tích dữ liệu từ dự án theo dõi COVID, một nỗ lực do tình nguyện viên thực hiện để theo dõi ổ dịch, các trường hợp mới ở tiểu bang Georgia là một trong những tiểu bang đầu tiên mở cửa trở lại đã tăng 21% sau 2 tuần giảm xuống. Trên toàn quốc, thì các trường hợp mới của COVID-19 đã giảm 0.8% trong tuần, kết thúc vào ngày 24 tỷ tháng 5, so với mức giảm 8% trong tuần trước đó. Tất cả 50 tiểu bang hiện nay đã mở cửa trở lại ít nhất một phần, đã làm dấy lên mối lo ngại cho một số viên chức y tế về đợt bùng phát thứ hai. Sự gia tăng trong trường hợp cũng có thể là do thử nghiệm nhiều hơn, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã khuyến cáo các tiểu bang chờ đợi số trường hợp bị nhiễm Covid-19 mới hàng ngày của họ giảm trong 14 ngày trước khi giảm bớt các hạn chế về xã hội. Tính cho đến ngày 24 tháng 5, 15 tiểu bang đã đáp ứng tiêu chuẩn đó và tăng từ 13 trong tuần trước, tiểu bang Washington nơi dịch bệnh đã bắt đầu tại Hoa Kỳ có một chuỗi dài nhất với các trường hợp giảm trong 8 tuần liên tiếp. Tiếp theo là Hawaii sau 7 tuần, Pennsylvania và New York sau 6 tuần. Tiểu bang Washington đã giảm lớn nhất trong các trường hợp, giảm hơn 50% và tiếp theo là Kentucky, nơi mà các trường hợp mới giảm gần 30%. New York chứng kiến các trường hợp mới giảm 23% theo phân tích của Reuters. Texas chứng kiến các trường hợp mới giảm 15% sau khi họ đã tăng 22% trong tuần trước đó.